Xin chào Xuân Hiếu. Dạ. Rất vui được cùng Xuân Hiếu chế biến rất nhiều món ăn ngon cho quý vị khán giả. Dạ, em cũng rất vui được gặp anh. Anh Huy thân mến, vừa rồi thì em có dịp được trò chuyện với nam ca sĩ Bằng Cường và một người em kết nghĩa của anh tên là Ngải Mỹ. Thì Ngải Mỹ là một khán giả ở Đồng Tháp, khi mà theo dõi chương trình Món Ăn Hạnh Phúc á, thì có gửi thư về cho chương trình và nhờ chương trình giúp cho bạn thực hiện cái món sườn xào chua ngọt đó anh Huy ạ. Thì không biết là anh Huy có sẵn sàng để giúp Ngải Mỹ thực hiện món này không ạ? Dĩ nhiên là tôi rất là vui, bởi vì mỗi ngày vào bếp để chế biến một món ăn ngon giới thiệu đến quý vị khán giả, đó là niềm vui vô bờ bến của một người đầu bếp. Dạ, vậy thì bây giờ chắc có lẽ anh em mình sẽ bắt tay vào để chúng ta sẽ thực hiện món sườn xào chua ngọt anh ha. Để chế biến món sườn xào chua ngọt thì những cái thành phần rất là đơn giản. Chắc chắn là chúng ta cần khoảng 300 gram sườn cho 4 người ăn. Tiếp theo là sẽ có một ít tỏi băm, hành tím băm, bột năng, sốt tương cà, ớt, hành tây, ớt chuông các màu khác nhau. Yeah. Ngoài ra chúng ta cũng có giấm nè, rồi lòng trắng trứng. Ngoài ra chúng ta cần một số gia vị thông dụng ở gia đình là được rồi. Trước hết là chế biến món này thì chúng ta phải mua sườn. Sườn mua khoảng 300 gram về rửa sạch qua nước muối càng tốt. Sau đó chúng ta cắt khoảng 4 cm. Làm sao để mình có thể chọn được một món sườn? Tốt nhất là chúng ta mua sườn hơi non một chút xíu, cái sụn rất là ngon. Để cho cái sườn non được thấm gia vị thì chúng ta sẽ lần lượt ướp muối nè, đường, chút xíu bột ngọt, hạt nêm, một muỗng cà phê, chút xíu tiêu. Rồi phải đảo đều lên cho nó thấm gia vị. Trong lúc này thì anh sẽ thêm một ít tỏi băm nè, hành tím băm cho nó thơm nè. Yeah. Chúng ta sẽ cho một chút xíu nước tương. Bây giờ sau khi mà đảo đều lên rồi thì anh sẽ cho thêm một ít cái lòng trắng trứng vô. Yeah. Lòng trắng trứng nó sẽ tạo một cái lớp áo bên ngoài để cho cái miếng sườn này trông nó hấp dẫn hơn. Yeah. Là sau khi cho lòng trắng trứng vô thì em cũng phải cho thêm một chút xíu bột năng nè. Dạ. Bột năng có tác dụng là háo một lớp bên ngoài làm cho gia vị nó đúng rồi. Dạ. Và gia vị nó sẽ được thấm. Dạ. Rồi em đảo đều. Dạ. Và lúc này thì tiếp theo công đoạn chúng ta sẽ sơ chế rau củ quả. Anh Huy, nhưng mà em muốn hỏi hết mà đối với những người không ăn được ớt á, thì mình có cái gia vị nào khác không anh, ngoài thơm thì anh để giới thiệu giúp anh? Chúng ta có thể sử dụng thơm và hành tây. Ngoài ra thì những cái loại rau củ quả khác cũng có thể thay thế được, mỗi thứ một chút nó sẽ tạo ra một cái màu rất là hấp dẫn. Yeah. Tiếp theo là hành tây, mình cũng sẽ cắt ra. Yeah. Sử dụng ớt để cho vô cho nó thêm phần hấp dẫn. Yeah. Anh sẽ vo sơ như thế này để chúng ta sẽ dễ lấy cái hạt ớt ra. Yeah. Cắt ra miếng vừa để xào luôn. Mình tách bỏ hột anh ha. Đúng rồi. Đây, màu rất là đẹp rồi. Yeah. Bây giờ chúng ta sẽ cho cái toàn bộ cái sườn này vô để chiên lên. Dầu cũng đã nóng rồi. Yeah. Nhưng mà tại sao mình lại phải chiên qua anh? Như là Xuân Hiếu đã thấy thì cái miếng sườn chúng ta nó hơi dày một chút xíu. Yeah. Do đó khi mà mình chiên nó vàng, nó đẹp màu nè và nó vừa chín tới nữa thì một chút xíu mình không đợi mình xào nó sẽ nhanh hơn. Dạ, rồi. Chúng ta sẽ để dầu vừa nóng thôi, và nếu mà dầu vừa nóng thì chúng ta chiên khoảng từ 2 đến 3 phút là cái sườn nó vừa chín tới. Yeah. Lưu ý là không nên chiên lâu quá, bởi vì khi mà chúng ta chiên lâu quá thì làm cho cái sườn nó khô, ăn cũng không ngon. Yeah. Như vậy là được rồi, giờ anh sẽ cho cái sườn vào đây luôn. Rồi, hai anh em chúng ta sẽ xong cái công đoạn đầu tiên là chiên cái sườn lên rất là đẹp, cái màu rất là đẹp. Yeah. Bây giờ anh sẽ hướng dẫn em cách làm sốt. Chúng ta sẽ sử dụng 2 muỗng đường, 1 muỗng hạt nêm, 1/3 muỗng muối,
2 muỗng canh nước tương. Chút xíu tỏi nè. Một chút xíu hành tím. 2 muỗng canh sốt tương cà. Đây, sốt tương cà có vị chua chua, ngọt ngọt. Yeah. Và để ngon hơn thì cho vô khoảng 1 muỗng canh giấm. Đây, giấm trắng. Cuối cùng là khoảng nửa chén nước còn lại. Như vậy là ra một chén sốt rất là ngon rồi. Chúng ta sẽ qua công đoạn tiếp theo là mở lửa lên để xào. Xào rau củ quả này. Cũng xào cho nó vừa chín tới phải không anh? À, đúng rồi, chúng ta chỉ áp chảo sơ cho nó vừa chín tới. Dạ. À, nó giữ được cái độ giòn. Đây, xào thơm, tỏi bầm và hành lên. Dạ. Wow. Thấy rất là hấp dẫn. Khi mà cái mùi nó lên rồi thì chúng ta sẽ cho cái tương tương vào. Xào chung luôn. Sau đó là cho toàn bộ cái chén sốt này vô. Xong rồi mình sẽ đảo đều đúng không anh? Ừ, chúng ta sẽ giảm lửa là nhỏ một chút xíu để thấm gia vị. Khi mà sườn thấm gia vị vô rồi, chúng ta sẽ cho toàn bộ rau củ quả vô luôn. Đây, màu sắc rất là đẹp rồi. Dạ. Cho một chút xíu cái bột năng vô thôi, không có cần nhiều quá ha. Cái này nó sẽ làm cho cái nước sốt nó sẽ sệt lại và cái thịt nó keo lại đúng không anh? Đúng rồi. Dạ. Khi cho bột năng rồi chúng ta đảo đều nè, tắt lửa. Đây là hỗn hợp nó sánh lại rồi. Dạ. Và công đoạn cuối cùng chỉ còn ra dĩa cho nó hấp dẫn nữa mà thôi. Đây. Chị mới nhìn trang trí thôi mà em đã thấy hấp dẫn, thấy ngon mất rồi đó. Chứ còn không biết là thưởng thức thì như thế nào ha. Màu sắc là chấm điểm được rồi phải được không? Được rồi đó, xong rồi. Đây, mời xin Hiếu một miếng hành tây nha. Một miếng thịt. Dạ. Và em sẽ thưởng thức thịt trước. Ngon quá. Anh Huy biết không? Khi mà em ăn cái thịt này em cảm giác á, cái thịt thì rất là mềm. Cái nước sốt nó cũng thấm vào trong thịt nữa và nó có một cái vị cay cay của ớt, ớt chuông rất là đặc trưng, rất là ngon, thơm, thật là thơm á. Cảm ơn Xuân Hiếu đã chia sẻ cảm nhận của mình. Anh Huy thân mến, Xuân Hiếu xin được thay mặt cho Nghệ Mỹ cũng như là các khán giả đang theo dõi chương trình Món Ăn Hạnh Phúc. Cảm ơn anh đã chia sẻ với mọi người bí quyết nấu món sườn xào chua ngọt. Và em nghĩ rằng là đây là một cái món ăn mà sẽ mang đến cho rất là nhiều người những cái hương vị rất là đặc trưng. Có thịt, có cả ớt và có nói chung là rất là nhiều gia vị tạo nên cái sự hấp dẫn của món ăn này. Và thưa quý vị, chúng tôi cũng xin được chân thành cảm ơn nhãn hàng Hola của công ty Vissan đã đồng hành cùng với chúng tôi trong chương trình này. Và đối với món sườn xào chua ngọt thì tôi nghĩ rằng là bạn Hải Mỹ đã có thêm kinh nghiệm để giúp cho mình có thể nấu món ăn này thật là ngon để đãi thần tượng của mình, đó là nam ca sĩ Bằng Cường. Và giờ đây chúng ta sẽ cùng đến với những lời nhắn gửi yêu thương thông qua món ăn này mà Hải Mỹ dành cho thần tượng của mình. Bằng Cường ơi, 7 năm trước anh đã làm món ăn này cho em ăn. Thì qua chương trình, em 7 năm sau em sẽ làm lại món ăn này. Hy vọng là có một ngày nào đó em sẽ gửi đến anh món ăn này. Nhưng mà không biết là em có làm ngon như anh nấu hay không. Em cũng xin chúc anh luôn là một ca sĩ, nhạc sĩ nổi tiếng. Và cũng là một người anh mà em luôn yêu thương nhất. Dạ, trong cuộc sống của chúng ta đôi khi có những món ăn hay những cuộc gặp gỡ tình cờ nhưng để lại những dấu ấn khó phai, như câu chuyện về món ăn kỷ niệm giữa ca sĩ Bằng Cường cùng bạn Nghệ Mỹ và chương trình Món Ăn Hạnh Phúc hôm nay đã chia sẻ cùng với quý vị khán giả. Thế còn quý vị thì sao? Chương trình rất mong sẽ nhận được sự đồng hành với tất cả quý vị khán giả bằng cách là quý vị có thể gửi yêu cầu để chương trình thực hiện món ăn
là lời nhắn gửi yêu thương của mình đến những người thân yêu, đến bạn bè, hoặc là đến một ai đó mà chúng ta muốn được gửi trao tình cảm. Đừng ngần ngại, hãy đến với chúng tôi, đến với chương trình Món Ăn Hạnh Phúc theo các cách như sau. Quý vị có thể gửi thư tay về cho chúng tôi theo địa chỉ Công ty Tiếp thị Truyền thông Ý tưởng Việt, số 384/9, đường Lý Thái Tổ, phường 10, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh. Hoặc quý vị cũng có thể gửi thư điện tử cho chúng tôi theo địa chỉ Món Ăn Hạnh Phúc @gmail.com. Và quý vị khán giả lưu ý là khi gửi thư về cho chúng tôi thì quý vị nhớ là sẽ ghi cụ thể địa chỉ cũng như là số điện thoại của mình để ban biên tập liên lạc. Xin chúc quý vị và các bạn sẽ có một ngày cuối tuần thật vui vẻ.